bánh mì hả? Chút lòng thành thôi, còn bữa nào có em đem lên nữa. Dạ dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ dạ. Dạ. À, em đi ha. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Thì xôi mặn hả? À, xôi mặn. Dạ dạ. Một phần xôi mặn hết rồi. Cho phần xôi mặn. Dạ. Sáng ngày cách ly thứ 5, bà con ở Gạch Góc ủng hộ 90 phần xôi mặn. Thì Thanh Long do anh Út Huệ ở Xẻo Ranh ủng hộ cho bà con khu cách ly. Thanh Long này nhà trồng luôn mọi người. Thanh Long ruột đỏ rất là ngon. Em hỗ trợ thực phẩm cho khu cách ly hả? Rồi cảm ơn anh Hiếu. Thầy ơi em ba là thằng Đông là anh gói đây. Nhiều người bên muốn chạy nhiều người ra. Bạn gì có mai cũng chạy ra hả? Thì ơi, nó vũ. Tại sao mạnh dạng mà. Chị thấy rõ ràng hôm qua nó cũng vũ. Cá danh thiền mình vũ, nó vũ. Nó điệu. Nó mặn gì đâu mà mặn như là... Như... Con cá từ mà phải hiểu nó nghe nè, nó nghe lận nó quay kìa. Nó hệ bà đi. Ai ai? Thì chị em ở khu hậu cần đang chuẩn bị canh cho bữa cơm trưa. Cá chốt hả? Chắc không có đâu, cá chốt ở đâu mà có. Cá chốt là dùng cá đồng mình đây làm gì có cá. Chứ nhiều quá nhiều khi tao ăn cũng không hết, chứ không phải một cái gì mình bỏ rồi tao cũng phí, chứ không phải gì, không phải mình hà tiện mà với người ta. Ít có thì chị chê. Không, mình cứ ăn vậy được rồi. Ai nói gì nói, mấy chị em đừng có ấy, tại biết đâu ta nói thì ta muốn nói sao ta nói chứ. Nên mấy con nói bây giờ á là hồi nãy thì cứ việc đi muốn ghé thì sáng đưa cho thầy, nếu thầy duy thầy nãy hôm đó thầy cũng có tin bả dựng cái chứ bữa hổm là nghe là nấu là cũng như cũng cũng cho, nhưng mà cho rồi bắt đầu người ta không nói nên là nó tiêm nó bả phiền. Cho thêm á. Còn 5 hộp là mấy ông chốt riêng nữa.
Phòng số 1, cử đại diện ra lấy cơm. Mời phòng 2 ra nhận cơm trưa. Mời phòng số 5 ra nhận cơm trưa. Nhiệm vụ của em có như đó là mời phòng số 6 xuống nhận cơm trưa. Mời phòng số 7 xuống nhận cơm trưa. Mời phòng số 8 xuống nhận cơm trưa. Mời phòng số 10 xuống nhận cơm trưa. Phòng 12 này, là phía 1 họp rồi.